chào các bạn, mình đang đứng ở cầu Hà Thành 1. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tham quan cái đoạn đường từ cầu Hà Thành 1 đi ra cầu Nhân Hội các bạn. Còn cái phía bên đây là khu dân cư Hà Thành các bạn. Là cái đường Lê Thanh Nghị đi qua cái khu công nghiệp Võ Thị Sáu. Còn bây giờ mình sẽ đi đường đây là đi qua mấy cái cầu luôn mà, cầu Hà Thanh đó, là đi ra tới cầu Nhân Hội. Mời các bạn đi tham quan. Thank you.
vô đi xe máy vô cũng được mà hơi xa, mà và đi vô là phải gửi xe rồi đi vô các cái đầm thì phải gửi xe nữa chứ còn không vô được nữa. Cho nên bây giờ muốn vô tới chỗ đầm là phải chỗ cái họ nuôi trồng nuôi hải sản thì mình phải bò người ta chở thẳng tới đó luôn.